sáng ngày chủ nhật mà 6:30 dạ. Mà nhận ca dạ giáo gửi nhận ca rồi mà là làm tới trưa cho tới buổi trưa đi ăn rồi chiều tới mà 5:30 giao ca lại cho ca sau dạ. Rồi chú nào đâu không chú về nhà hay chú ở đây chú? À chú ở đây. Dạ. Nhưng mà chú ở đây chú tối mới làm gì chú? À, ở đây hả? Dạ. Thì, chú mà ngồi chơi chứ mà mấy người bạn làm chung. Dạ. Mà làm chung người có khi rảnh thì đi ra ngoài chơi. Dạ. Chú thấy học sinh nào chú? Chú có thể nói xấu nói gì cũng được chú. Thấy nhiều bạn rất là quậy. Có nhiều mà học sinh đây thì thấy mà chú thấy mà phần lớn thì mà thấy học sinh đây thì ngoan. Yeah. Thấy dễ thương. Yeah.